Ba tướng mạo tối kỵ ở phụ nữ đem lại xui xẻo cho chồng con. Thứ nhất, tướng mạo như đàn ông. Điều tối kỵ của nữ nhân là hùng dũng, có tướng mạo đặc trưng của nam nhân. Không chỉ về tướng mạo, đầu tóc mà giọng nói, hành vi cử chỉ không thể mạnh kiều như của nam nhân. Đây là một trong những tướng mạo tối kỵ ở phụ nữ. Khi ngồi hay khi nằm, nữ nhân cũng phải cẩn thận chú ý, không ngồi, không nằm giống tướng của nam nhân. Cổ ngữ nói, nam nhân bất dục đối nữ sắc, nữ nhân bất dục đối nam hình. Tức là, nam nhân không thể mang sắc đẹp của phụ nữ, nữ nhân không thể mang hình dạng kiểu như nam nhân. Nếu nam nhân có nữ tướng, nữ nhân có nam tướng, thì đều là không cắt tường. Nếu trong gia đình, một người vợ mà vừa mãnh liệt, vừa hung bạo, quản người chồng, chèn ép người chồng, lời nói tựa như tiếng sét đánh, một tay che trời, thì chính là người phụ nữ đanh đá, chua ngoa. Một người phụ nữ thế này sẽ khiến gia đình âm thịnh dương suy, người chồng chưa già đã yếu, thậm chí ảnh hưởng đến tính cách của con cái. Trong mệnh lý học, coi trọng âm dương, nam thuần dương, nữ thuần âm. Nữ nhân thuần âm tức là phải nhẹ nhàng, ôn nhu thủy mị, kín đáo. Nếu nữ nhân thuần âm mà lại có biểu hiện dương tính thì chính là âm dương đảo ngược. Đương nhiên, đây chính là tướng xấu. Thứ hai, ngả ngớn, không đứng đắn. Đây là một trong những tướng mạo tối kỵ ở phụ nữ. Một người con gái tốt không thể thể hiện ra tư thái, dáng vẻ yêu mị, không đứng đắn, không nên có những hành vi ngả ngớn, không nghiêm túc. Nữ giới có dáng vẻ thướt tha, yểu điệu thì rất đẹp đẽ, dịu dàng. Tuy nhiên, nếu sử dụng dáng vẻ ấy để mê hoặc người khác thì lại là yêu mị. Những người phụ nữ nổi danh thời cổ đại như Đát Kỳ, Dương Quý Phi đều là sử dụng nữ sắc yêu mị để mê hoặc quân vương. Cuối cùng chính là gây họa cho đất nước, cho bản thân. Người đời nguyền rủa Đát Kỳ vì cô đã mê hoặc trụ vương, khiến ông ta trở nên tàn nhẫn và bại hoại, làm sụp đổ nhà Thương. Còn hoàng đế nhà Đường, Đường Huyền Tông thì mê mẩn sắc đẹp của Dương Quý Phi đến mức quên mất việc triều chính. Vậy phụ nữ nên là người như thế nào? Trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, người phụ nữ từ đi đứng, ngồi, ăn uống đều phải đoan trang cẩn trọng, không thể thô lỗ tùy tiện. Phụ nữ như vậy là người có tiết lễ, hiểu được lúc nào nên tiến, nên lùi, thủ vững bổn phận, bảo vệ và chăm sóc tốt gia đình. Phụ nữ sinh ra có thể không có tướng vượng phu, tuy nhiên nếu như quan tâm tu dưỡng tiết lễ, cử chỉ thì sẽ thay đổi được số mệnh của mình mà biến thành người vợ vượng phu. Thứ ba, nóng nảy, hấp tấp. Nữ nhân không được vội vàng sao động, dễ cáu kỉnh tức giận. Người vội vàng sao động thường là người có cá tính mạnh mẽ, không chịu khuất phục. Nam nhân có tính cách quá mãnh liệt, nóng nảy là không tốt. Nữ nhân mà như vậy lại càng không tốt. Cổ nhân nói rằng, người phụ nữ được ví là ruộng đồng. Một gia tộc có thể thịnh vượng hay không, hãy nhìn vào người phụ nữ. Bởi hết thảy phúc đức đều phải cắm rễ trên ruộng đồng. Vậy nên, tính cách, đức hạnh, tướng mạo, hành vi của người vợ là cực kỳ quan trọng. Một gia đình không thể hòa thuận hạnh phúc khi người vợ động chút là phát hỏa, không kiềm chế được sự tức giận. Trong đó, vội vàng sao động, hấp tấp nóng nảy thì sẽ khiến tâm bị loạn, không phân rõ thị phi đúng sai. Người vội vàng sao động, nóng nảy hấp tấp thì thường cũng là những người thất bại. Bởi vì một sự tình có được thành công đều phải ở trong trạng thái bình tâm, ôn hòa. Khuôn mặt xinh đẹp chính là một loại phúc báo, dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó. Ví như tài phú đến từ sự bố thí, tôn quý đến từ sự khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ sự nhu hòa, thiện lương. Khi một người bước vào tuổi trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định và cũng là thể hiện ra rõ tính cách của một người.
Người có tấm lòng khoan dung thường phần lớn đều có khuôn mặt nhân hậu, điều mà người ta gọi là phúc tướng. Người có tính cách ôn nhu, tướng mạo sẽ nhu hòa xinh đẹp. Người thô bạo sẽ có vẻ mặt hung dữ. Rất nhiều phụ nữ trung niên, lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, khó coi, cũng gọi là tướng bạc mệnh, khắc chồng. Xét về nhân tướng học, thật ra tướng mạo của một người không phải sinh ra là đã cố định, không thay đổi, mà nó là sự phản chiếu của tâm tính và hành vi qua một quá trình tu luyện. Cũng vì vậy, tướng mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh tương lai của một người. Người xưa xem tướng biết vận mệnh, xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm. Tướng tùy tâm sinh, cho nên từ tướng mặt có thể biết tâm, từ tâm biết mệnh. Vậy, tướng mạo lúc còn nhỏ, thuở niên thiếu và thanh niên có nguồn gốc từ đâu? Đặc thù của tướng mạo là có quan hệ với sự di truyền từ bố mẹ. Khuôn mặt, dáng người và tính nết có quan hệ bẩm sinh. Nhưng mức độ xinh đẹp của dung mạo là chịu ảnh hưởng từ cách sống của cả đời trước. Nửa đầu đời của một người ở kiếp này là sống trong sự ảnh hưởng của kiếp trước. Nửa cuối đời là sống trong sự ảnh hưởng của nửa đầu đời ở kiếp này. Cho nên mới nói, con người đến tuổi sau trung niên phải chịu trách nhiệm về tướng mạo của chính mình. Lòng từ bi là một yếu tố vô cùng quan trọng. Người có thiện tâm thường sẽ từ bên trong mà tỏa sáng ra một loại hào quang, khiến người khác càng nhìn càng thấy thu hút, càng ngày càng yêu thích được tiếp xúc với họ. Còn người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất sẽ khó nhìn, thậm chí xấu xí. Cho dù may mắn khi sinh ra được dung mạo xinh đẹp, thì trên khuôn mặt cũng sẽ dần lộ ra những điểm mà người khác không ưa thích. Ví dụ, khuôn mặt không hài hòa, lần đầu tiên nhìn sẽ thấy hút mắt, nhưng càng tiếp xúc nhiều càng muốn tránh xa. Nếu bạn đang vui vẻ, diện mạo của bạn sẽ ôn hòa, thoải mái, khiến những người khác cũng cảm thấy rằng hành vi và tướng mạo đó thật đẹp đẽ. Ngay cả khi nhìn chúng có vẻ đơn điệu và mộc mạc hơn nhiều so với tiêu chuẩn về cái đẹp được chấp nhận hiện nay. Dung mạo của một người là có thể từng bước cải biến, bởi vì khi tâm tính cải biến thì từ tâm sẽ tản ra một loại lực hấp dẫn, cũng sẽ khiến người khác sinh lòng ái mộ. Rất nhiều khi người ta nhìn nhận một người có xinh đẹp hay không, không phải ở khuôn mặt mà là nhìn vào tâm tính, nội tâm người đó. Cho nên, một người nếu muốn tướng mạo xinh đẹp, trước hết phải có tâm linh tốt. Bởi vì nếu một nội tâm của bạn yên bình và tĩnh lặng, bạn rất lạc quan, từ bi và ngay chính, cơ thể của bạn sẽ hoạt động một cách trơn tru, bạn sẽ có được một sức khỏe và tinh thần tốt. Điều này tự nhiên sẽ lôi cuốn những người khác đến bên bạn. Vì tâm trạng của bạn sẽ phản ánh trên nét mặt của bạn. Nếu tâm trạng tốt, chắc chắn sẽ cải thiện ngoại hình của bạn. Vì vậy, muốn có dung mạo đẹp, trước cần nội tâm tốt đẹp. Để có nội tâm tốt đẹp, cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất, sẵn lòng chịu thiệt. Người cam tâm tình nguyện chịu thiệt cuối cùng cũng sẽ không bị thiệt, thậm chí được nhiều hơn. Người chịu thiệt nhân duyên tất sẽ tốt, người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều. Còn người khi sống có thể nắm bắt một hai cơ hội đã là đủ. Thứ hai, đừng chiếm lợi của người khác. Người yêu thích chiếm lợi, muốn được hưởng lợi hơn người khác, cuối cùng cũng chiếm không được lợi đâu. Người chiếm lợi của người khác thực ra chỉ là nhặt được một bụi cỏ mà mất đi một mảnh rừng rậm. Thứ ba, sống đừng quá ích kỷ. Người ích kỷ luôn nghĩ đến bản thân hay người thân gia đình mình, thì những chuyện tốt đẹp khác cũng sẽ tự nhiên không có quan hệ đến họ. Thứ tư, trân quý, đối xử tốt với mọi người. Trên đường đời chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân ở kiếp này hầu hết là bạn thân ở kiếp trước. Bạn thân ở kiếp này phần lớn là người thân ở kiếp trước. Phật gia dạy rằng, người mang đến cho chúng ta phiền não
hầu như đều là người mà kiếp trước chúng ta đã làm tổn thương họ. Vì vậy, hãy nhớ và đối xử tốt với người thân, quan tâm đến bạn bè bên cạnh mình, khoan dung với người làm tổn thương mình, đó là nhân quả. Thứ năm, luôn lạc quan, vui vẻ. Trong lòng không thiếu sót gọi là phú, được người khác cần đến gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính nết mà là một loại năng lượng. Thứ sáu, buông bỏ phiền não. Giải pháp để loại bỏ phiền não chính là hãy quên phiền não đi. Thứ bảy, sống thản nhiên, không tranh giành. Không tranh giành chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí tuệ, không nghe thấy chính là thanh tịnh, không nhìn thấy chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, thấy đủ chính là buông bỏ. Thứ tám, đừng để tâm bị chi phối bởi ngoại cảnh. Không hỗn loạn với tâm, không khốn đốn với tình, không lo sợ tương lai, không nhớ nhung ủy khuất quá khứ. Thứ chín, đừng lao tâm khổ tứ vì vật chất. Sống trên đời, cuối cùng vật chất cũng không mang được đi. Vì thế, hãy sống cho hiện tại, cười cho hiện tại và tỉnh ngộ.